Xin chào anh em, mình nhận ra là trong suốt gần một năm vừa rồi rất rất nhiều lần mình đưa những cái post để các bạn có thể hỏi mình các thứ ở trên Instagram và xong mình quên mất, mình không trả lời luôn. Vậy nên thôi, hôm nay mình sẽ bù đắp cho tất cả anh em bằng cách là mình sẽ trả lời đa phần những câu hỏi mà mình thấy là mình nên trả lời trong suốt một năm vừa rồi nhé. À, anh em nào mà hỏi ở trên Instagram rồi chưa thấy mình trả lời thì xem kỹ video ngày hôm nay nhé. Bây giờ thì đi cho thôi. Rồi ok, sau một hồi tổng hợp và tối qua mình cũng ngồi kiểu mình hỏi thêm các bạn ấy thì mình đã tổng hợp được khá khá câu hỏi ở đây và hôm nay mình sẽ trả lời cho các bạn nhé. Rồi, câu hỏi đầu tiên và câu hỏi mình nhận được nhiều nhất trong tất cả mọi loại câu hỏi ấy, đó chính là nên dùng máy ảnh nào cho người mới bắt đầu và giá cả hợp lý vậy ạ? Mình xin thề mình nhận được câu hỏi ở bất kỳ đâu mình đến, ở mọi sự kiện hay mọi video chỗ nào các bạn cũng comment là người mới nên dùng máy ảnh nào, người mới nên dùng máy ảnh nào. Mình xin phép dịch lại cái câu hỏi mà các bạn hỏi mình ở ngay đây nhé, đó chính là mua máy ảnh nào rẻ mà tốt, dễ dùng nữa. Để trả lời câu hỏi này thì mình xin phép tóm gọn cho một câu, đó chính là máy ảnh bây giờ cái nào nó cũng quá tốt rồi. Các bạn chỉ cần mua cái máy ảnh sản xuất từ năm 2017, 2018, 2019 hay thậm chí là trong năm 2020, dù là cái máy ảnh đấy nó rẻ như thế nào ấy, cứ chọn cái máy ảnh đắt nhất các bạn có thể mua, chắc chắn các bạn sẽ có những hình ảnh và có những video đẹp. Máy ảnh bây giờ nó đã quá tốt, công nghệ nó đã đi quá nhanh rồi. Nếu mà các bạn còn chụp ảnh và quay video xấu ấy thì đấy là tại bạn chứ không phải tại cái máy đâu nhé. Mình đùa thế thôi, nhưng mà mình vẫn sẽ làm cho anh em một cái video về máy ảnh cho người mới trong năm 2020. Anh em bình tĩnh đợi nhé. Câu hỏi số 2 từ bạn Ito, rất nhiều chữ L.A4. Bạn hỏi là anh làm video về sự nghiệp nhiếp ảnh của anh từ lúc bắt đầu đi. Nói nào nhờ, về sự nghiệp nhiếp ảnh thì thật ra đến bây giờ mình cũng không phải là kiểu như là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Nên là nói về nhiếp ảnh thì mình cũng bắt đầu đi sâu vào con đường này một tí. Ngay từ lúc mình học năm 2 đại học, mình bắt đầu làm cho một trang web, một gọi là tạp chí về nhiếp ảnh, tên là 50mm Việt Nam. Lúc ấy thì nhiệm vụ của mình không phải là chụp ảnh, mình chỉ phải dịch bài về nhiếp ảnh thôi. Đến một ngày đẹp trời, tự nhiên là anh Huy, anh sếp cũ của mình, anh giao cho mình là phải dẫn, phải nói trong một cái video. Thế là từ đấy mình bắt đầu phải tìm hiểu nhiều hơn về nhiếp ảnh để mình làm video. Tìm hiểu nhiều rồi thì mình bắt đầu đi chụp ảnh ở ngoài. Đi chụp ảnh ở ngoài thì nói thật là mình chụp đủ mọi thể loại. Mình bắt đầu bằng việc chụp sự kiện này, ai gọi gì thì chụp cái đấy. Chụp đám cưới, chụp đám ăn hỏi, chụp chân dung, chụp nội thất. Sau suốt cái khoảng thời gian kiểu đi chụp dạo thứ thế thì mình có làm ở trong cái studio về chuyện chụp ảnh cưới và chụp chân dung. Đến bây giờ công việc chính mình làm về nhiếp ảnh ấy không phải là kiểu đi chụp ảnh nữa, mà mình làm những video về nhiếp ảnh, về video. Vậy nên có một lời khuyên cho các bạn nhá, nếu các bạn muốn bắt đầu vào với con đường về nhiếp ảnh hay đi làm video ấy thì không nhất thiết là các bạn phải đi quay, đi chụp, mà các bạn hãy bắt đầu từ những công việc nhỏ hơn. Ví dụ như mình chẳng hạn, mình bắt đầu bằng cách viết bài về nhiếp ảnh. Câu hỏi từ bạn Buin 3012. Anh làm thêm các video về quầy đi. Quầy đây chắc là giày. Tất nhiên rồi, chắc chắn mình sẽ làm tiếp video về giày, nhưng mà chưa biết là đến bao giờ thôi. Mình đã có khá nhiều giày mới đang nằm lỉnh kỉnh ở đây rồi. Mình sẽ cố gắng làm video cho bạn xem sớm nhé. Động lực để edit của anh là gì thế ạ? Bạn Đức Minh hỏi. Động lực lớn nhất của mình để edit là deadline. Rồi, bạn Sugoi 2 chữ Y gạch dưới M hỏi, con máy đầu tiên anh mua là máy gì vậy anh? Con máy ảnh đầu tiên mình dùng là chiếc Nikon D7000. Nó là con máy khá là ok cho người mới bắt đầu, máy crop thôi để dùng lens cho nó rẻ. Lời khuyên cho các bạn đang muốn mua máy ảnh mới nhé, cứ chọn cái máy ảnh vừa tiền thôi để mua lens cho rẻ. Tại vì nếu các bạn chọn máy đắt quá thì lens nó cũng sẽ làm vấn đề đấy. Bạn Trần Đức Thắng hỏi, thời điểm anh 18 tuổi anh cao bao nhiêu ạ? Mình không nhớ nữa. Ngay hiện tại bây giờ là năm mình 25 tuổi, mình cao 1m85. Và cái chiều cao này của mình được giữ như này từ hồi lớp 8. Lớp 8 là bao nhiêu tuổi nhỉ? Lớp 8 vào rơi vào khoảng 15-16 tuổi gì đấy. Thì mình cao 1m85 và từ lúc 15-16 tuổi đến bây giờ mình vẫn giữ 1m85, mình không cao thêm phân nào cả. Vẫn nhớ câu chuyện là ngày xưa đi kiểu khám sức khỏe ở trường cấp 2 ấy, thì khi mà đứng vào để các cô đo kiểu đo chiều cao ấy thì cái thước đo ở trường nó chỉ cao đến khoảng 1m75 hay 1m8 thôi. Thế là mình đứng cao vượt lên trên thước đấy. Thế là các cô ghi bừa trong sổ là 1m8 mấy. Thế là sau cùng đo ra thì mình vẫn cao hơn các cô ghi đấy. Bạn Bùi Minh Tuệ, em muốn kiếm tiền nhờ đi chụp ảnh thuê thì em có thể kiếm job kiểu freelance ở đâu ạ? Nói về job freelance ý, thì nó sẽ không phải kiểu như là có người đến kiểu như là đặt cái job đấy vào tay của các bạn, mà các bạn phải đi kiếm. Nhưng mà kiếm nhá thì nó không phải như là kiểu các bạn apply hồ sơ đi nộp CV ở những chỗ khác. Cách các bạn có thể làm để kiếm job freelance ấy, đó chính là đi chụp free. Đúng rồi, các bạn không nghe nhầm đâu, nên đi chụp free trước. Hãy chụp free những cái dự án, những cái chủ đề, chụp theo cái kiểu như là cái thể loại mà các bạn thích. Sau đó hãy tạo ra một chỗ để làm portfolio cho các bạn. Nghe portfolio nó có vẻ khá là kinh khủng, nhưng mà thật ra rất dễ thôi. Portfolio đơn giản bây giờ các bạn có thể dùng ngay Instagram. Hãy cố gắng chăm chút cho cái portfolio, lúc này sẽ có những job đến với các bạn. Nhưng điều quan trọng nhất nhá là phải đi làm.
phải có sản phẩm tốt và phải có portfolio để show cho mọi người. Cái nghề freelance này thì nó rất buồn cười một cái là nếu chúng ta đi làm bình thường ở công ty thì chúng ta có bằng đại học đúng không? Nhưng với những người làm freelance thì cái portfolio chính là cái bằng đại học của các bạn. Vậy nên nhá, chăm chút vào cái bằng đại học để đi xin việc đấy nhá. À rồi, quên mất, ngoài cái việc xây dựng portfolio đấy thì mình cũng có lời khuyên cho các bạn là các bạn nên đi xây dựng những mối quan hệ ở bên ngoài. Cái việc làm freelance nó đến rất nhiều từ những người kiểu người thân, người quen giới thiệu mình đi chụp cái này, đi chụp cái kia. Vậy nên nhớ nhá, hai bước quan trọng nhất, chụp ảnh cho đẹp và xây dựng portfolio. Tiếp theo là xây dựng quan hệ với nhiều người ở phía bên ngoài để họ có thể bắt đầu giới thiệu dần những job cho các bạn. Bạn Hùng gạch dưới 18 offline làm trận bóng đê người anh em. Đồng ý, ở Hà Nội mình hay chơi ở sân trường cấp 3 Phan Đình Phùng, còn ở Hồ Chí Minh mình hay chơi ở sân mùng 2 tháng 9 ở số 9 Phạm Văn Hai. Nếu anh em có dịp thì rất mong được làm một trận bóng với anh em. Comment ở dưới để hẹn lịch nha anh em nhé. Bạn Thịnh K.1, anh thường làm gì mỗi khi mất cảm hứng chụp ảnh? Đây là một câu hỏi mình rất thích. Hồi trước mình nhớ đã từng có một lần mình mất hứng, mình không muốn chụp ảnh nữa. Trong suốt khoảng 1-2 tháng gì mình không chụp, mình không đăng bất kỳ tấm ảnh nào cả. Lúc này thì mình bắt đầu quay lại từ đầu, mình đi học lại về chuyện khẩu, tốc, ISO, xong rồi kiểu các chế độ chụp ảnh các thứ. Khi mình bắt đầu đi học lại thì mình phát hiện ra là có rất rất nhiều thứ ở trong nhiếp ảnh mà trước đây mình tưởng là mình biết rồi. Khi các bạn tìm lại được ra những cái thứ mà các bạn thấy nó kiểu như là nó dễ dàng nhưng mà mình không nhận ra trước đấy thì các bạn sẽ lại thấy hứng thú với những gì các bạn đang làm. Và đó là cách của mình thôi, nhưng mà mình tin là các bạn khác chắc chắn cũng sẽ có cách khác để làm nào để chúng ta lại có hứng để đi chụp ảnh quay video tiếp. Nhưng mà có một cách nữa nhá, cách này thì nó hơi cực đoan một tí, đó chính là các bạn hãy đổi gear đi. Đổi gear ở đây đó chính là ví dụ như các bạn đang dùng một chiếc máy ảnh, một cái ống kính zoom chẳng hạn, thì lời khuyên mình hãy đổi sang một cái ống kính fix. Lúc này có một góc nhìn mới khi các bạn chụp ảnh, nó cũng sẽ giúp các bạn gọi là thoải mái hơn, gọi là sáng tạo hơn khi các bạn đang chụp đấy. Thế nhá, đi sang câu hỏi tiếp theo thôi. Bạn Tyler gạch dưới Potato, anh dùng Final Cut Pro X hay là Premiere Pro ạ? Thì mình dùng, đúng rồi, mình dùng cả Premiere Pro siêu lag luôn ấy và Final Cut Pro X, hai cái nó ở cạnh nhau trên này luôn. Cái lý do mà mình dùng Final Cut Pro X ấy, đó chính là kiểu nó siêu mượt ở trên những cái máy Mac. Nếu các bạn chưa biết ấy, thì cái Mac này nó cấu hình nó cũng khá là to, nó cũng khá là khủng, mình sẽ review cho các bạn sau. Nhưng các bạn cứ chạy Premiere Pro là nó lag, mình cũng không hiểu sao nữa. Mình nghe bảo là tại cái cạc màn hình ở trong cái Mac này nó không phù hợp với Premiere Pro lắm, vậy nên mình đã chuyển sang Final Cut Pro X và mình hoàn toàn hài lòng với chương trình này. Nếu các bạn đang dùng Mac nhá, nhất là những cái Mac mà kiểu như cấu hình nó thấp một tí thì hãy tránh xa Premiere Pro ra và cài ngay Final Cut Pro X. Cái phần mềm đấy thì nó mượt vãi chửa ghê, trời ơi, mượt lắm. Tuy nhiên lý do mình vẫn để Premiere ở trong máy tính của mình ý, đó chính là rất nhiều lần khi mình làm tutorial mình hướng dẫn cho các bạn, mình biết là không phải bạn nào cũng có MacBook, không có kiểu như đồ Apple để có thể dùng được Final Cut. Thế nên là mình vẫn muốn hướng dẫn cho các bạn làm trên Premiere để các bạn có thể làm được trên máy Win. Nhưng mà xin thề là mình sẽ không bao giờ dựng video bằng cái Premiere đấy nữa. Bạn Nam Nguyễn 21219, anh có recommend hãng filter nào có giá từ 1 triệu đổ lại mà ổn không ạ? Thanks anh. Lời khuyên của mình dành cho các bạn đó chính là đừng mua filter dở, hãy cố gắng mua filter xịn, thậm chí xịn hơn cái ống kính của các bạn cũng được. Lý do đó chính là nếu sau này các bạn có thay đổi máy nhá, thay đổi ống kính nhá, thì cái filter là cái sẽ ở lại với các bạn. Vậy nên nếu các bạn mua một cái filter mà nó đắt một tí nhưng mà cái khoảng thời gian mà các bạn sử dụng filter nó được dài hơn, thì cái số tiền đấy nó chia cho khoảng thời gian đấy nó cũng sẽ rẻ. Còn nếu các bạn mua một cái filter nó quá rẻ thì các bạn hãy nghĩ thế này nhá, các bạn mua một cái ống kính rất là đắt, xong các bạn đặt một cái lớp sương mù lên trước cái ống kính của các bạn, lúc này các bạn quay cái gì ra, chụp cái gì ra nó cũng mờ cả, tốn là tiền mua cái ống kính đắt. Vậy nên lời khuyên nhá, đừng mua filter rẻ. Từ 1 triệu đổ lại thì mình nghĩ các bạn chỉ mua được filter kiểu như UV filter và nhất là những cái filter UV mà phi nó nhỏ thôi. Còn với mình thì bình thường khi mình chụp ảnh mình không dùng filter, còn khi quay video thì mình dùng filter của Polar Pro. Đây là một cái variable ND filter phiên bản của Peter McKinnon. Đó. Filter thì chất lượng rất là cao và mình cũng rất thích kiểu như là cách mà hãng làm ra cái filter này, họ để sẵn cho chúng ta một cái vòng xoay ở đây. Đó, để chúng ta không bị vặn quá. Nói chung là mình sẽ review cho các bạn cái filter này sau. Nhưng mà mình thấy rất hài lòng về cái filter này. Hãy đầu tư vào filter xịn vì cái filter xịn nó sẽ ở lại với các bạn trong suốt quãng đời các bạn quay và chụp. Câu hỏi tiếp theo đến từ bạn. Em làm công nhân 9 triệu một tháng nhưng không vui với công việc. Em đi chụp tiền ít ỏi nhưng em lại rất vui. Vậy em có nên? Đến đây thì Instagram nó cắt mất, nó không ghi là vậy em có nên gì. Mình đoán nhá, là bạn ấy hỏi là có nên kiểu nghỉ việc để chuyển sang làm quay phim chụp ảnh không. Thì lời khuyên của mình dành cho các bạn là có, nhưng có thể là chưa. Mình sẽ không muốn khuyên các bạn kiểu như là làm một việc mù quáng, kiểu như đang đi làm công việc bình thường nhảy vào một chỗ mà kiểu sẽ không có tiền, các bạn không thể nào nuôi sống bản thân các bạn.
sau rồi các bạn lại quay lại chửi mình là à thằng này xui dại bố mày. Không nhá, lời khuyên của mình dành cho các bạn là các bạn hãy có một kế hoạch nhất định trước khi các bạn muốn nghỉ việc và chuyển sang làm quay phim chụp ảnh. Bước đầu tiên đó chính là hãy chuẩn bị tiền. Đúng rồi đấy, các bạn không nghe nhầm đâu, chuẩn bị tiền. Lý do đấy là khi các bạn nghỉ việc ở công việc cũ ấy, thì chưa chắc các bạn đã có thể kiếm ngay được tiền từ kiểu công việc làm phim hay là chụp ảnh. Lời khuyên của mình đó chính là hãy cố gắng đi làm và tiết kiệm lấy một số tiền, mình nghĩ giờ khoảng 30-40 triệu gì đấy, hay là kiểu tùy vào mức sống của các bạn, tùy vào mức chi tiêu của các bạn, làm thế nào để các bạn có thể sống được trong vòng khoảng 3-4 tháng nếu các bạn không có nguồn thu nhập nào khác. Bước thứ hai, sau khi các bạn chuẩn bị tiền xong thì lời khuyên của mình đó chính là các bạn hãy lên một cái kế hoạch. Nghe thấy hơi buồn cười, tại sao kế hoạch nó lại đến đằng sau tiền đi, thì tại vì kế hoạch nào nó cũng tốn tiền cả, đúng không? Cái kế hoạch mà các bạn nên lên đó chính là sau khi nghỉ việc các bạn sẽ làm gì, các bạn sẽ kiếm job ở đâu, các bạn sẽ xây dựng portfolio của các bạn như thế nào, liệu các bạn có cần đi học thêm cái gì để các bạn làm được công việc này không. Có rất nhiều bạn khi nghỉ làm ở công ty muốn đi sang chụp ảnh, rất có thể các bạn cũng chưa rõ về chuyện là chụp ảnh như thế nào, hay là các bạn muốn đi học nâng cao hơn những khóa về nhiếp ảnh để có thể chụp ảnh tốt hơn. Thì đó, lời khuyên của mình đó chính là ngoài tiền thì các bạn hãy cố gắng lập kế hoạch để có thể sử dụng thời gian của các bạn một cách hợp lý hơn. Rồi, và đó là hai bước để chuẩn bị nhá. Bước thứ ba, như lúc nãy mình vừa nói thì portfolio của các bạn làm thứ nó giống như bằng đại học mà các bạn cầm đi xin việc ấy. Thì bây giờ các bạn nghỉ việc rồi thì hãy cố gắng xây dựng cái portfolio đó, làm thế nào để chúng ta có một cái bằng đại học để đem đi đưa khách hàng của chúng ta và họ đồng ý là ok cái bằng này tốt và họ sẽ book chúng ta chụp, book chúng ta quay. Và đó, thế thôi, đó là ba bước mình nghĩ các bạn cần chuẩn bị để gọi là bước vào con đường kiểu quay phim chụp ảnh, bước vào con đường freelance. Tuy nhiên trong một số trường hợp nha, mình còn một bước nữa các bạn cần làm, đó chính là hãy chuẩn bị tâm lý cho người thân. Bước này nhiều lúc nó cũng khá là quan trọng đấy, hãy cố gắng nói trước với bố mẹ, người yêu, vợ chồng của các bạn là ý định của các bạn như thế, tìm kiếm sự ủng hộ từ họ. Nếu mà họ không ủng hộ các bạn ấy thì hãy chuẩn bị nhiều tiền vào nhé. Rồi, câu hỏi tiếp theo rất hay đến từ bạn Tiến Tuấn Dũng 2901, một câu hỏi mình nghĩ rất nhiều anh em kiểu bắt đầu quan tâm rồi nha. Anh bắt đầu có thu nhập từ nhiếp ảnh như thế nào ạ? Và thu nhập từ nhiếp ảnh thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến chuyện là kiểu như đi chụp ảnh ra tiền, đi quay video ra tiền, rồi kiểu như retouch ảnh rồi các thứ, đúng không? Nhưng mà không, thu nhập từ nhiếp ảnh hồi đầu của mình đó chính là mình tìm hiểu về nhiếp ảnh, sau đó mình viết bài về nhiếp ảnh, về kiến thức nhiếp ảnh mà mình biết, thế là mình bắt đầu có thu nhập về nhiếp ảnh từ đó. Ngoài ra sau này khi mình bắt đầu hiểu biết hơn về nhiếp ảnh rồi thì mình bắt đầu mua máy ảnh xong mình bắt đầu đi chụp ảnh bình thường, chụp ảnh xong người ta thấy ảnh của mình chụp cũng ok, thế là người ta book mình chụp này chụp kia. Và đó là cách mình có thu nhập được từ nhiếp ảnh. Đến bây giờ thì đó, mình đang làm video về nhiếp ảnh và mình có thu nhập từ video mình làm. Bạn KDD13, anh có cách nào để luôn giữ được cảm hứng không ạ? Cách để luôn giữ được cảm hứng thì nó hơi khó một chút, tại vì ai cũng sẽ có lúc mà kiểu các bạn mất hứng thôi. Nên là lời khuyên của mình dành cho các bạn mà luôn muốn giữ cảm hứng để làm việc ấy, thì đó chính là hãy cố gắng tìm lấy những người bạn làm công việc giống như các bạn và ở xung quanh những người đấy thật là nhiều. Và đó, khi các bạn có những người bạn giống mình và làm công việc giống y như mình ở xung quanh các bạn thì đấy sẽ là nguồn động lực để các bạn tìm lại cảm hứng và làm việc. Bạn Trương L. Nguyên, khi nào nên đầu tư ở máy full frame? Nói về chuyện upgrade máy rồi đầu tư vào máy ảnh, máy móc hay kia thì đó là câu chuyện rất là dài, nhưng mà mình có hai lời khuyên cho các bạn. Đầu tiên, đầu tư vào máy, nâng cấp máy khi các bạn thấy cái máy các bạn đang dùng nó không đáp ứng được nữa. Ví dụ như với mình chẳng hạn, trước đây như mình đã kể với các bạn, mình dùng một chiếc 6D2, mình cảm thấy là cái máy không thể đáp ứng được mình, cái phần shadow mình kéo cái là vỡ là nó nhiễu ấy, thế là mình đổi máy. Lời khuyên thứ hai dành cho các bạn khi các bạn muốn vào nâng cấp máy đó nha, khi nào các bạn có đủ tiền, lời khuyên quan trọng nhất rồi, đúng không? Bạn Nguyễn Lê Công Anh 69, anh có tổng cộng bao nhiêu đôi giày rồi ạ? Mình có làm một cái video về giày cách đây không lâu, mình sẽ để cái video nó hiện ra ở đây cho các bạn xem. Ở trong cái video đấy thì lúc đấy mình có khoảng 80 đôi giày, nhưng mà sau cái video đấy, từ lúc đấy đến bây giờ thì số lượng hôm qua mình vừa mới đếm lại thì mình có khoảng 102 đôi. Bạn Hiền Ngờ gạch dưới, hình như anh là fan của dòng Kobe, em nghĩ X là Kobe 10 là đẹp nhất, còn anh thì sao? Với anh thì anh thấy Kobe 9 là đẹp nhất và tốt nhất nữa luôn, đi không ở trơn trượt, dáng nó cũng sẽ rất là ok nếu em đi casual. Kobe 10 hồi đầu nó ra anh nhìn anh hơi ghét, tại vì nhìn nó hơi giống đôi giày bóng đá, nhưng mà bây giờ anh thấy nó cũng khá là ok rồi. Bạn Stitchy gạch dưới, ngoài làm YouTube thì anh có làm gì nữa không ạ? Anh có làm freelance không ạ? Câu trả lời là có, anh có làm freelance, anh có nhận chụp ảnh này, anh có nhận quay video. Trước đây thì anh nhận chụp tất cả mọi thứ, nhưng sau một thời gian anh phát hiện ra là với những thứ mà anh không giỏi, ví dụ như là chụp ảnh sản phẩm hay chụp ảnh kiến trúc ý, những cái job đấy anh làm thì nó thường rất là fail. Vậy nên bây giờ anh có nhận chụp ảnh, nhưng anh chỉ nhận chụp ảnh trong một vài gọi là trường hợp nhất định mà anh cảm thấy tự tin về cái thể loại ảnh mà anh cần chụp thôi. Ngoài ra về làm video cũng thế, anh không tự tin lắm trong việc sản xuất MV hay gì đấy. Thế nên là thường anh có một cậu bạn
Nếu mà ai cần sản xuất MV thì có thể gọi cậu ý nhé. Bạn ấy tên là Earthline Andrew, hay còn gọi tên tiếng Việt là Đức Anh. Bình thường nếu mà sản xuất MV, TVC gì thì nó sẽ làm, còn anh sẽ đi theo bên máy, giúp nó lắp máy này, lắp máy kia. Đấy là một công việc freelance mà, đúng không? Bạn L.I.NNN, anh không đi học nhiếp ảnh ở trường, lớp, vậy anh học chụp ảnh ở đâu? Lời khuyên cho một người mới là gì ạ? Thì có một vài chỗ mình học nhiếp ảnh. Đầu tiên đó chính là trên YouTube. Thứ hai là trên các trang mạng, các trang báo về nhiếp ảnh. Thứ ba là những người xung quanh mình. Trước đây mình làm ở một cái tạp chí về nhiếp ảnh và các anh ở cơ quan, gọi là ở cơ quan đi, cũng biết về nhiếp ảnh và các anh chỉ cho mình khá là nhiều. Và cuối cùng là mình đi làm về những cái thứ về nhiếp ảnh, sau đấy mình bị ăn chửi nhiều quá, thế là mình học dần ra những cái thứ mà mình cần sửa. Bạn Bác Đa Bầu, Cherry 6 bao giờ về anh ơi? Về rồi em ơi. Cái tạm địa nhá. Đây là Cherry 6 Capri Special Box. Bạn Chaotically Asymmetric, anh nghe có nên đi du học ngành nhiếp ảnh không anh? Lời khuyên của mình dành cho các bạn nếu có cơ hội đi du học ngành nhiếp ảnh là có, nên đi ngay, đi càng sớm càng tốt. Lý do tại sao các bạn nên đi du học ngành nhiếp ảnh đó chính là để điều khiển cái máy ảnh, điều khiển đèn, tiếp các thứ thì nó cũng dễ thôi. Nhưng khi các bạn đi học ấy thì nói nào nhỉ? Nhiếp ảnh nó là một cái thứ mà nó là dựa vào cái thẩm mỹ nghệ thuật của các bạn ấy, nó là những cái thứ mà đi vào trong này mà nhiều lúc các bạn không giải thích được. Vậy nên khi các bạn đi du học nhá, các bạn được trải nghiệm qua nền văn hóa khác này, các bạn được nghe nhiều câu chuyện hơn này, và nhất là nếu các bạn được gọi là học ở những môi trường được thử nghiệm nhiều máy móc, thiết bị thứ tốt hơn thì chắc chắn đấy là một điều tốt hơn, không có gì để bàn cãi cả. Vậy nên nếu đi học ở nhiếp ảnh thì đi ngay nhá, ngay lập tức. Anh muốn đi học lắm không được đây này. Rồi ok, thế là mình đã trả lời hết chỗ câu hỏi ở đây rồi. Đây là câu hỏi mình đã tổng hợp được vào những chủ đề các bạn hỏi nhiều nhất với mình trên Instagram và ở trên những chỗ khác trong thời gian vừa qua. Không biết các bạn có còn câu hỏi nào không thì hãy comment ở phía bên dưới để mình trả lời dần nhé. Còn bây giờ thì video đến đây là hết rồi. Trước khi tắt cái tab YouTube này đi, các bạn hãy nhớ chúng ta có nút like, nút share và cả subscribe ở dưới nữa. Bây giờ thì bye bye. Có câu hỏi gì thì đặt ở dưới để mình trả lời dần nhé.